Các bạn đã từng cùng Đức và Duy Anh khám phá những chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ giải đua mô tô, xe đạp hay bóng rổ. Vậy còn môn thể thao vua thì sao? Hôm nay, Đức sẽ gửi đến một mẫu đồng hồ đặc biệt đến từ giải Ngoại hạng Anh. Đó chính là chiếc Rotary Chelsea FC Limited Edition GB90048-04. Chelsea là một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu xứ sở sương mù. Từ khi được tiếp quản bởi tỷ phú Nga Roman Abramovich, Chelsea liên tục gặt hái được thành công với chiếc vô địch giải ngoại hạng, cúp C1 và hàng loạt danh hiệu khác, cùng với những ngôi sao hàng đầu đã cập bến sân Stamford Bridge như Drogba, Lampard, Ballack hay gần đây là Eden Hazard và Alvaro Morata. Chelsea có lượng cổ động viên đông đảo trên toàn cầu và là một thế lực của bóng đá thế giới. Với fan của đội bóng thành London, sở hữu chiếc Rotary này quả là một điều rất tuyệt vời. Đầu tiên, về bản chất đây là một chiếc Quartz Chronograph với tính năng bấm giờ thể thao, và vì là phiên bản đặc biệt nên nhà sản xuất đã đưa những chi tiết đặc trưng của đội bóng Anh vào làm điểm nhấn của sản phẩm. Dễ thấy nhất là logo Chelsea ở góc 2 giờ. Đây là vị trí dành cho kim dây xem giờ. Những ai yêu bóng đá đều dễ dàng nhận ra logo này, biểu tượng gắn liền với thời đại thành công của câu lạc bộ. Tiếp theo, linh vật của Chelsea, chú sư tử tượng trưng cho quyền lực của bá tước Cadogan, người từng làm chủ tịch của Chelsea, được tạo tác tỉ mỉ ở phần đuôi kim dây nằm ở vị trí trung tâm, tức là kim dây bấm giờ. Trong khi phần đầu kim được làm màu xanh, là màu truyền thống của câu lạc bộ. Các sub dial phục vụ tính năng chronograph được đặt ở góc 10 giờ và 6 giờ, trong khi logo của Rotary và lịch ngày được đặt đối xứng theo trục dọc qua trung tâm của chiếc đồng hồ này. Và vì là đồng hồ thể thao nên là hai tính năng không thể thiếu là dạ quang ở cọc số và bộ kim cùng với benzen có chức năng tachymeter được thể hiện đầy đủ. Các bạn có thể quan sát kỹ hơn các chi tiết này trên mặt đồng hồ. Đến đây có lẽ các fan của Chelsea đã đủ thỏa mãn, nhưng những đặc trưng của đội bóng ưa thích sẽ còn xuất hiện thêm hai lần nữa. Nhìn sang phía cạnh phải, chúng ta có 3 nút chức năng với nút chỉnh giờ nằm ở giữa nổi bật với logo chú sư tử màu xanh trên nền đen, và đặc biệt toàn bộ mặt đáy được dành cho biểu tượng của Chelsea. Thông tin một chút cho những ai chưa có hiểu biết về Chelsea lắm thì đây là logo nhân dịp 100 năm thành lập câu lạc bộ, xuất phát từ phiên bản gốc năm 1953 lấy cảm hứng từ huy hiệu của các công dân Metropolitan Borough. Còn cây gậy thì biểu tượng cho các huân tước của Chelsea, trong khi những bông hồng là đại diện cho nước Anh. Ngoài phiên bản dây kim loại thì mẫu này sẽ còn có phiên bản dây da với chỉ khâu và mặt trong màu xanh đặc trưng của Chelsea. Mình sẽ thử lên tay cho các bạn nhé. Điều là mình thích nhất ở mẫu này đó là dù có tính năng chronograph nhưng đường kính chỉ dừng lại ở 40mm. Với những người có chu vi cổ tay không quá lớn như mình thì đây là một lựa chọn hiếm có và rất là tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng là mình không phải là fan của Chelsea. Với mẫu này, những ai có cổ tay nhỏ chỉ tầm 15 hay là 15,5cm thì cũng có thể đeo rất là vừa tay rồi. Và nếu các bạn cảm thấy hứng thú với phiên bản này của Rotary, hãy đến ngay Duy Anh Watch 203 phố Huế để trải nghiệm nhé. Đức xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.